Xin chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa được dự báo sẽ giảm nhanh dần tại các tỉnh miền Bắc trong 2 ngày cuối tuần. Nhiệt độ sẽ tăng tuyến tính từng ngày. Dự báo từ chủ nhật này trở đi, khả năng Bắc Bộ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới. Trong đợt nóng này, nhiệt độ cao nhất được dự báo tập trung xảy ra trong ngày 17 tới 19 tháng 7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn. Không chỉ có Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ trong những ngày tới cũng có xu hướng giảm mưa. Riêng khu vực Đà Nẵng tới Bình Thuận, mưa vẫn còn rải rác trong ngày 16 và sáng sớm 17 tháng 7. Từ ngày 18, nắng nóng cũng xuất hiện trở lại Trung Bộ với mức nhiệt đạt ngưỡng 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Cục bộ có nơi còn nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ chạm mức 38-39 độ. Xu thế giảm mưa cũng diễn ra với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bởi gió Tây Nam suy yếu, thời gian mưa lùi về, xuất hiện chủ yếu vào chiều tối, tối và đêm. Mặc dù mưa giảm nhưng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ những điểm mưa dông lượng khá, kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan, lốc sét và gió mạnh có thể xảy ra nên bà con khu vực phía Nam cần phải hết sức chú ý đề phòng. Ban ngày thời gian nắng nhiều hơn và nhiệt độ cũng trên đà tăng nhẹ khoảng 1 đến 2 độ. Mức nhiệt cao nhất tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên được dự báo trong khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ tăng lên phổ biến 31 đến 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, gió thịnh hành hướng Nam cấp 4, cấp 5. Trong khi đó, tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam vẫn mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ ngày 17 tháng 7 thì gió giảm dần.